Với sao đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi live stream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá rõ về thực tế trên thị trường với những minh chứng thực tế từ bản thân tôi để gửi đến nhà đầu tư và cho nhà đầu tư nhìn nhận và lại thấy rõ về những kỹ năng giao dịch thực sự trên thị trường. Và bản thân chính các bạn khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex nên đi chậm lại để nhìn nhận, đi chậm lại để đánh giá và hiểu được rõ về các giá trị ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Giao dịch được thì chúng ta phải dẫn chứng được, giao dịch được thì chúng ta phải có giá trị để chúng ta nhìn nhận, chúng ta phải có cơ sở để chúng ta đánh giá và thực tế để chúng ta kiểm chứng được những giá trị mà từng người đứng ra chia sẻ họ phải đưa vào trong thị trường thực tế để cho chúng ta hiểu và chúng ta có thể đánh giá được rõ về những giá trị này ở trên giao dịch live và trong lịch sử giao dịch của chính những người đứng ra chia sẻ đó. Không có chuyện dùng trading view để phân tích về xu hướng, nhận định về trên thị trường như đúng rồi. Và cũng chẳng có cái chuyện mà gì nhà giao dịch được mà lại không có cho chúng ta kiểm chứng về những giá trị mà họ đang chia sẻ trên thị trường. Thì đấy là những điều hoàn toàn sai lầm mà cộng đồng và mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Một người thầy đứng ra chia sẻ là một người phải chứng minh về kỹ năng của bản thân họ trên thị trường từ chính những giao dịch của bản thân họ. Và một người thầy thì phải có trách nhiệm sâu phun toàn bộ lịch sử giao dịch của bản thân họ trên thị trường để cho chúng ta kiểm chứng đó là giá trị để chúng ta nhận biết được rằng người đó có năng lực thật sự hay không ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Không có chuyện dùng trading view để gáy, để nhận định rồi đưa ra chiến lược rồi đặt lệnh chờ trên trading view. Đấy là hoàn toàn là những chiêu trò bịp bợm trên thị trường đầu tư Forex này của những thằng không giao dịch được, chúng chuyên gia dùng trading view để nhận định, phân tích rồi đưa ra các chiến lược trên thị trường rồi nói rằng đó là đang là thực chiến Forex. Đấy hoàn toàn là sai lầm và làm gì có chuyện á quân Forex thế giới hay role trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra ngoài chỉ là phân tích, nhận định và chia sẻ mà chúng ta không bao giờ thấy bản thân chúng áp dụng vào trong thị trường. Đây là điều đầu tư cần phải lưu ý. Tôi gửi đến nhà đầu tư với những giá trị mà bản thân tôi trong suốt nhiều năm qua đã phải chứng minh, dẫn chứng để gửi đến cho cộng đồng và mời nhà đầu tư theo dõi. Chúc anh em năm mới gặt hái nhiều thành công chưa? Dạ. Mấy ngày gần Tết thì nên tôi đi đây đi đó nhiều thế nên không có like được nha. Chào anh em nha. Tết rồi, nghỉ ngơi sớm không đau đầu nha. Yeah.